là một sản phẩm được quảng cáo quá ô dề ở trên TikTok, tẩy da chết mâm xôi Ginbee chỉ với 40 cành nhưng mà có quá nhiều công dụng, nào là tẩy da chết này, làm sạch sâu và làm sáng mịn da. Wow, cái kết cấu của nó thì dạng gel màu tím, có một mùi mâm xôi rất là nhẹ nhàng. Với cái mật độ hạt thưa như này và kích thước hạt thực sự rất là bé thì cái khả năng tẩy da chết của nó thực sự rất là kém, dùng xong cứ như chưa dùng, chả thấy da mịn màng hơn là bao nhiêu. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì không có cái gì nổi trội cả, thành phần chính là nước. Tiếp theo đó sẽ là các cái chất để tạo nền gel, bảo quản bằng phenoxyethanol, và những cái hạt tẩy da chết ở trong cái sản phẩm này được nghiền ra từ vỏ quả óc chó. Những cái thành phần có lợi cho làn da như là niacinamide, alpha arbutin hay chiết xuất từ quả mâm xôi thì đều đứng ở sau chất bảo quản hết. Một tuyếp nhìn lớn như này ấy, có dung tích là 200ml và cũng chỉ sử dụng được khoảng tầm 3-4 lần là hết, bởi vì cái khả năng tẩy da chết của sản phẩm này rất là kém, cho nên mỗi lần phải sử dụng với một lượng khá là nhiều. Về công dụng làm trắng da, kể cả sử dụng với cách tẩy da chết ở trên cơ thể hay là ủ ở trên da thì mình cũng đều không cảm nhận rõ ràng. Đánh vào tâm lý người tiêu dùng thích những cái sản phẩm có công dụng thần thánh, hạt rẻ vô cùng, cho nên trên thị trường hiện nay tràn lan những cái sản phẩm kiểu như thế này. Khi sử dụng không có hiệu quả thì người tiêu dùng cũng chỉ biết tặc lưỡi và cho rằng thôi kệ bởi vì nó rẻ mà. Nhưng đâu biết rằng hiện nay vẫn có hàng ngàn, hàng vạn người đang bị lôi cuốn bởi những chiêu trò PR của những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc như thế này.